Ngoài Bạc Liêu, Phú Yên, Lai Châu, Quảng Trị đã công bố, còn lại hơn 50 địa phương dự kiến sẽ thông báo điểm thi vào lớp 10 trong tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Các địa phương dự kiến sẽ công bố điểm thi điểm chuẩn trong 2 ngày tới gồm Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bình Định. Nhiều tỉnh khác lần lượt thông báo kết quả từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố kết quả thi lớp 10 vào ngày 20 tháng 6, còn muộn nhất là thủ đô Hà Nội với thông báo chậm nhất ngày 2 tháng 7. Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Điểm chuẩn được công bố sau đó vài ngày.